Cửa hẹp tình yêu. Một hôm, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Một người phụ nữ đến thăm người bạn và đọc được một câu: Hãy thực thi sự tử tế một cách càn dở và những cử chỉ đẹp một cách vô nghĩa. Bà chép câu này đem về nhà dán ở nhà mình và quyết làm theo. Chồng bà, một giáo viên, thấy câu đó thì cũng thích và đem chép lên bảng trong lớp học. Một học sinh cũng thấy hay nên chép về cho cha mình. Ông này là biên tập viên của một nhật báo địa phương, nên ông lại đưa lên báo. Chẳng mấy chốc, câu nói như vết dầu loang đã lan rộng nhiều nơi tại nước Mỹ và đã thúc đẩy được nhiều cử chỉ đẹp, rất vô nghĩa. Bài tin mừng gợi lên hai hình ảnh tương phản, cửa hẹp sự sống và đường rộng diệt vong. Đó là nghịch lý của tin mừng. Đức Giê-xu đã sống nghịch lý đó. Con đường người chọn không là con đường thinh thang, nhưng là con đường hẹp của vâng phục thánh ý như lẽ sống. Con đường người đón nhận không là con đường rộng rãi của vinh quang trần thế, nhưng là con đường hẹp của tình yêu, và đó cũng là con đường của người môn đệ. Con đường tình yêu là con đường hẹp, vì tình yêu vốn dĩ là trao ban. Trao ban chính mình vì người khác. Tình yêu đòi buộc sự vượt thoát bản thân, vượt thoát tính ích kỷ, ham muốn bản năng, nhu cầu hưởng thụ, để dám đánh mất mình trong sự liên lụy với tha nhân. Lạy Chúa Giê-xu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con sẽ là tình yêu, và như thế con sẽ là tất cả, vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh.